Phần 2 của update thứ tư của Anime Defender đã được ra mắt, và những con unit được thêm vào game thật sự quá là xịn sò và quá là hấp dẫn, bởi vì tụi nó có quá nhiều cơ chế mới mà chúng ta chưa được biết đến. Thậm chí là có một con unit có khả năng tăng sức mạnh cho bản thân sau mỗi quay nữa, quá là bá đạo đúng không nào? Ngoài ra thì những con unit secret mới cũng mang tính chất free to play, cho nên là bạn có thể vừa chơi game mà vừa đưa qua. Vì thế cho nên, để có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những unit mới được cập nhật cho bảng xếp hạng lần này, thì chào mừng các bạn đã đến với Nhân 2X. Mình là Nhân, còn đây chính là bảng xếp hạng toàn bộ unit update 4/2 trong Anime Defender. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với con unit yếu nhất trong bản cập nhật lần này, Savet. Và nó đúng thật là con unit yếu nhất, bởi vì nó chỉ là một con unit rare mà thôi. Tuy nhiên nếu bạn đã xem video này của mình thì có thể thấy là mình đã ví dụ cho bạn một điều rất là thú vị. Khi con unit rare này ở level 1, nó có cùng chỉ số với con unit epic, nhưng mà nó lại có DAM và DPS cao hơn con epic rất nhiều. Nên vì thế mà việc nói nó là con unit yếu nhất trong bản cập nhật còn hai này có lẽ là sẽ không đúng đắn cho lắm. Nên vì thế mà ta cứ nhìn nhận lại một cách cẩn thận và đánh giá nó một cách chi tiết nhất có thể nhé. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng đội hình của các bạn có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện một con unit rare nào hết nếu bạn đã chơi game từ đầu tới giờ. Thực tế thì mình chỉ chơi unit rare cho đến khi có đủ tiền mua con legendary đầu tiên, là kể từ lúc đó mình không còn xài rare nữa. Như các bạn đã thấy thì core rare của mình để sưu tầm làm video là chính, chứ tụi nó toàn cấp 1 chứ chưa được lên cấp gì hết. Nhưng mà dù vậy thì những con rare, tụi nó vẫn có những đặc điểm riêng và tụi nó vẫn rất hữu dụng với những người mới bước chân vào hành trình phòng thủ anime đấy nhé. Theo như mình đã trải nghiệm thì đây có lẽ là một con unit hệ đam cao không lo thua sớm. Như các bạn đã thấy thì tất cả những unit rare trong kho đồ của mình đều có mang chỉ số đam là D, và mình cố tình làm vậy để cho chúng ta có thể dễ so sánh sức mạnh của chúng. Thì ở đây ta có một con Savet có chỉ số đam là 19 ở mức độ là D, nên ta có thể nói rằng con unit này hoàn toàn là một con unit có thể được liệt vào danh sách unit đam to cho hàng rare. Mặc dù là nó không có hiệu ứng đầu đánh, nhưng mình nghĩ là với cái đam khổng lồ của nó như vậy thì cũng có thể xứng đáng để chúng ta đặt nó ở hàng B. Bởi vì quan điểm của mình là unit rare thì mình sẽ ưu tiên những con có hiệu ứng đầu đánh hơn, là vì cái chủng loại unit này nó đã sẵn yếu rồi nên là cũng chẳng cần đam làm gì hết. Nên là nếu như nó có thiêu đốt hay là làm chậm cái địch thì nó còn có gì đó hấp dẫn đối với mình một chút. Chứ còn nếu chỉ có đam to mà không có hiệu ứng gì đặc biệt thì mình nghĩ hàng B là quá hợp lý rồi nhỉ. Zen Swordsman. Tiếp theo ta sẽ đến với thiên tài giếm gió phong trụ Sanemi với tư cách là một con unit epic. Và như đã nói lúc nãy thì con này có đam thấp hơn Inosuke vào cấp 1. Nhưng mà may mắn thay là khi full cấp thì nó lại là một con khác. Cơ mà đó là mình nghe người ta bảo như vậy, chứ còn trong kho đồ của mình thì bây giờ mình đang có Sanemi ở level 22 và con Inosuke cũng level 22 luôn. Nhưng mà nếu các bạn so sánh thì ta có thể thấy rất là nhiều sự khác biệt ở đây. Và từ trước tới giờ, việc unit epic mạnh hơn unit rare là điều đương nhiên. Nhưng mình lại không hiểu vì sao ở đây mà hai con này lại có thể chênh lệch nhau một cách đáng sợ như vậy, trong khi con Inosuke chỉ là một con unit rare mà thôi. Chắc là không có sự nhầm lẫn nào từ admin đâu ha. Và bên cạnh đó thì đáng lý ra là unit epic phải mạnh hơn rare chứ, đúng không? Chứ không thì chẳng ai muốn xài epic mà bỏ rare làm gì cả. Nên việc con Sanemi này yếu hơn Thánh Yển thật sự là một điều bất ngờ đấy nhé. Bên cạnh đó thì theo như những gì mà mình đánh giá thì con unit này thật sự khá là không ấn tượng lắm với mình. Bởi vì nó vừa có đam yếu, thậm chí là yếu hơn một con unit rare, mà vừa không có cho mình một khả năng đặc biệt nào hết. Không có buff, hiệu ứng đầu đánh thì cũng không. Được cái là đánh nhanh nhưng mà đam quá nhỏ, DPS cũng chạm đáy. Thứ duy nhất của con unit này có lẽ nằm ở phần ngoại hình, có thể gọi là cũng ok. Chứ còn lại thì mình thấy là con Gen Swordman này có lẽ chính là con unit tệ nhất trong bản cập nhật lần này. Hoặc cũng có thể là mình vẫn chưa phát huy hết tối đa tiềm năng sức mạnh của nó, cho nên là ta sẽ thấy nó yếu hơn những unit khác rất nhiều. Cơ mà đợi sau này khi mình tìm ra được nó mạnh ở chỗ nào thì chúng ta sẽ làm video xếp hạng lại sau. Còn bây giờ thì phong trụ Sanemi có lẽ chỉ nên nằm ở hàng C là hợp lý rồi ha. Storm Slayer. Unit tiếp theo mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là Inosuke, một con unit legendary đam thuần, nhưng mà nó lại khá là yếu so với những con unit legendary khác ở thời điểm hiện tại. À thì thực ra là sức mạnh của nó cũng thuộc dạng trung bình trở lên chứ không phải là thấp kém gì. Nhưng mà ít ra thì những unit khác còn có hiệu ứng đòn đánh hoặc là một cái gì đó đặc biệt hơn. Giống như là Curse Archer thì gây chảy máu, Purple Demon Berserker thì đam khủng nhất dạng. Còn Storm Slayer thì nó đã không phải thuộc dạng mạnh nhất mà cũng không có hiệu ứng đòn đánh nữa. DPS cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là một con unit đam to đánh mạnh mà thôi. Nhưng mà nếu lựa chọn nó với Purple Berserker này thì mình vẫn sẽ chọn Sion vào game chứ không phải là con này nha. Vì vậy cho nên giờ cao đánh khẽ, chúng ta sẽ để tạm Storm Slayer vào hàng A thì có lẽ là sẽ hợp lý rồi nhỉ. J5 Knight. Đối với con unit mythical đầu tiên trong danh sách, nó cũng là con unit mythical duy nhất trong bản cập nhật lần này và ta sẽ có hiệp sĩ hỏa ngọc J5 Knight. Theo nhiều ý kiến cho rằng thì đây chính là Asta trong Black Clover, vì cái kiếm mà nó mang theo bên mình trông thật sự rất là giống Asta. Và bên cạnh đó thì cái evo của nó nhìn không khác gì Asta hết. Thôi thì mình cứ chịu theo cộng đồng gọi là Asta thôi. Vậy thì Asta có gì đặc biệt? Đầu tiên đó chính là khả năng debuff của nó, khiến cho mục tiêu của nó phải nhận thêm 15% sát thương từ mọi nguồn. Và đây chính là con unit mythical đầu tiên có thể làm được điều này, nâng tổng số con unit có thể chơi chiêu này trong game lên đến 3 con. Trước đây thì với những bạn chưa có Curse Knight thì việc sử dụng Curse Fighter để có thể gây debuff mục tiêu là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi vì Curse Fighter nó khá là rẻ và dễ kiếm hơn rất nhiều. Tuy nhiên bị cái là đam của nó thật sự quá là bé, vì nó là một con unit legendary. Cho nên là nếu phải chọn thì mình sẽ không bao giờ dùng đến Curse Fighter. Tại vì như các bạn đều biết thì cái combo mà mình hay chơi nhất đó chính là Pin Rockstar, Pin Demon Witch, Flame Dragon God, Curse Lord, I-Dragon và cuối cùng là một con The Demon Lord hoặc là một con gì khác ngoài con Curse Fighter. Tại vì đội hình của mình gồm có thiêu tốt, chảy máu, đóng băng và phạm tiện, kèm với đó là khả năng búp thêm 20% sức mạnh cho các unit của Pin Rockstar. Nên vì vậy mà việc sử dụng Curse Fighter để có thể gây thêm 15% sát thương cho mục tiêu quả thật là một cái gì đó không xứng đáng lắm. Vì nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ lỗ đi một slot dam không cần thiết. Cơ mà bây giờ nhờ có việc xuất hiện của J5 Knight, một con unit mythical có thể nâng cấp và dam to, thì bạn sẽ không cần phải lo về việc tìm thiếu dam khi dùng debuff nữa. Cơ mà tất nhiên mọi chuyện sẽ khác nếu như bạn sở hữu kết này. Nhưng vấn đề này thì đa số mọi người đều không có. Nên vì thế mà Asta thật sự là một sự lựa chọn hợp lý cho bất kỳ bạn nào muốn vây thêm nhiều sát thương cho mục tiêu của mình. Mặc dù là vậy thì mình không đánh giá cao cái debuff này cho lắm, vì một lý do chính, đó chính là sau bản cập nhật thứ 2 đã loại bỏ đi cơ chế cộng dồn buff dam lên cái mục tiêu bị debuff. Có nghĩa là khi unit của bạn đang được cộng thêm dam bất kỳ từ nguồn nào thì unit của bạn sẽ không gây thêm 15% sát thương cho mục tiêu của nó dù tụi nó đang bị debuff. Điều đã có nghĩa rằng khi trong team của bạn có Pin Rockstar hoặc bất kỳ con buff dam nào thì khả năng debuff sẽ không được sử dụng tối ưu cho lắm. Còn nếu như việc lựa chọn giữa một con farm tiền với một con gây debuff thì chúng ta đều biết là chẳng có lý do gì để chọn con debuff hết. Vì thế cho nên, mặc dù là J5 Knight rất mạnh nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chỉ để nó ở hàng A mà thôi. Ít ra thì cái debuff của nó cũng khá là ngon khi được sử dụng một mình. Nhưng mà thử hỏi xem bây giờ có ai chơi game mà không cần đến Pin Rockstar không nhỉ? Mình nghĩ câu trả lời là không, tại vì ai cũng cần tiền mà. Eternite. Đến với con unit secret đầu tiên trong bản cập nhật mới này thì đây là một con unit mà bạn có thể sở hữu được bằng cách quay số may mắn. Đây chính là Juno, bạn thân của Asta, và chỉ cần chơi game là bạn sẽ sở hữu được cho mình Lucky Ticket. Và với những cái tấm vé may mắn này thì bạn có thể dùng nó để kiếm cho mình một con Eternite với mức PT là 2000. Để mà nói thì đây là một con unit secret chắc chắn bạn sẽ nhận được nếu chơi game đủ nhiều. Và mặc dù đây là một con unit secret dễ có, nhưng mà sức mạnh của nó thì lại thật sự quá là đối nghịch với sự dễ dàng này. Unit này thật sự không quá mạnh bởi vì nó có dam khá là bèo, thậm chí là khi được gắn tray Almighty thì nó sẽ chỉ có số dam chưa tới 100k dam nữa, là đủ hiểu nó yếu tới mức nào rồi. Tuy nhiên đây cũng là một lý do cho nội tại của nó. Con unit này sở hữu một cái cơ chế rất là đặc biệt khi nó sẽ hút lấy sức mạnh của tất cả những unit đồng minh xung quanh, 2% cho mỗi con và tối đa là 50% sức mạnh được búp thêm. Bên cạnh đó thì con unit này là con unit secret mà bạn có thể đặt được nhiều nhất lên đến tận 5 con. Và vì như thế cho nên là rõ ràng nếu mà bạn gắn tray Almighty cho nó thì nó sẽ không hề phù hợp một chút nào hết. Mà thay vào đó bạn sẽ ghép cái 0.2 requirement vào thì nó sẽ hợp lý hơn. Bên cạnh đó thì bạn cần phải đặt nhiều unit xung quanh nó càng tốt, bởi vì càng có nhiều đồng minh xung quanh thì nó sẽ càng mạnh hơn. Nên vì thế mà con này có thể gọi là một con late game. Dam của nó cũng rất là ổn để dùng dev đầu game. Và các bạn có thể thấy thì con unit secret này rất là rẻ, chỉ có 500 yên mà thôi. Vừa có thể đép đầu game mà vừa có thể kéo lay cho nó mạnh hơn, thì rõ ràng là không có lý do gì mà tụi mình không để nó ở hàng S rồi đúng không? Solar Slayer. Tiếp theo ta sẽ có một trong hai con free to play đầu tiên trong update này. Một con unit có một cái cơ chế rất là xịn sò là tăng dam vô hạn theo thời gian, lên đến tối đa 50% dam của nó. Một cái cơ chế thật là đặc biệt, chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ con unit nào hết. Và chỉ riêng cái cơ chế này thôi đã giúp cho nó trở thành một con secret cực kỳ đặc biệt rồi. Thật đáng tiếc cho tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa sở hữu được nó, nên là mình vẫn chưa trải nghiệm được toàn bộ sức mạnh của cái con unit này. Tuy nhiên, sau một vài nghiên cứu dạo vòng trên cái cộng đồng thì mình có thể nói là con unit secret này quả thật là có 102. Từ trước tới giờ chưa ai có thể làm được điều này, và với cái khả năng tăng dam này của nó, cộng thêm việc có thể thiêu đốn mục tiêu thì đây đúng là một con unit xứng đáng nằm ở hàng S rồi chứ còn gì nữa. Lunar Huntress. Và cuối cùng thì như anh em đều biết, đây chính là con unit yêu thích nhất của mình từ trước tới giờ. Và ở thời điểm hiện tại thì mình đang trên đường đi tìm kiếm nó về cho mình. Mặc dù là mình đã rất nỗ lực, nhưng mà sau hơn 30 cổng mythic thì chẳng ra một cái cổng secret nào để mình sở hữu được em nó cả, quả là buồn luôn. Mà các bạn phải biết là cái cổng mặt trăng chỉ có thể kiếm được từ Red chuyến tàu nghiền rũ. Mà như các bạn đã biết thì cái Red này nó thật sự rất là khó, nó khó hơn cả Red Dungeon rất nhiều. Nên vì thế mà kiếm được một cái cổng mặt trăng từ Red này cũng là một điều đáng để tâm tới. Cứ mà phần thưởng nhận lại thì liệu nó có xứng đáng hay không? Tất nhiên là nó cực kỳ xứng đáng. Đặc biệt là với mấy anh em Weibo yêu thích cái đẹp như mình thì đây là con unit mà bạn cần phải có được. Bởi lẽ tất cả những unit nữ trong game trước đó đều không được ấn tượng lắm đối với mình. Ít nhất là về phần ngoại hình thì chỉ có mỗi Pink Demon Witch mới khiến cho mình cảm thấy thích thú mà thôi. Tuy nhiên Pink Demon Witch chỉ là một con unit farm tiền và hỗ trợ, nên vì thế mà Lunar Huntress sẽ rất là cần thiết để góp mặt vào trong đội hình của bạn, bởi vì nó là một con vừa đẹp mà vừa mạnh nữa. Trong video trước đó thì mình đã làm một vài cuộc nghiên cứu nhỏ nhỏ thông qua những con Lunar Huntress của người khác, thì mình nhận ra rằng con unit secret mới này có thể trở thành một con top DPS trong tương lai, bởi vì bản thân nó đã sẵn một lượng dam khổng lồ và thời gian ra chiêu khá là ngắn, mà đó thậm chí là khi nó còn chưa có full cấp và chưa tiến hóa nữa. Còn đến khi nó được full cấp và tiến hóa rồi thì đây sẽ trở thành một con gọi là xịn sò con bò nhất trong game. Tuy nhiên, để có thể có được một cái mức xịn sò con bò như vậy thì bạn cũng sẽ phải tốn rất là nhiều tiền để có thể nâng cấp được nó, bởi vì ở level cuối cùng bạn sẽ tốn gần 45k game để nâng cấp max cho nó. Và trong video này thì chúng ta có thể thấy rằng Con Lunar Huntress có đạo lên đến hơn 71.000 đam với thời gian hồi chiêu là 5,9, nên vì thế mà lượng DPS của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7.000, một con số phải nói là cực kỳ khủng lồ so với một con unit không có trade Almighty hay Spirit gì hết. Chỉ có điều là con unit này chỉ có thể đặt được một con. Đúng vậy, chỉ một con mà không cần đến Almighty. Như vậy là hợp lý, tại vì nếu đặt hơn một con thì nó sẽ trở thành overpower mất, và vốn dĩ thì chỉ cần một con thôi, nó đã rất sẵn mạnh rồi. Vì thế cho nên đây là một trong những cái unit không cần phải có trade Almighty cho mình. Và mình nghĩ rằng chúng ta sẽ để Lunar Huntress ở hạng Godly thì mới xứng đáng với sức mạnh của nó đấy, đúng không? Và đó chính là bảng xếp hạng toàn bộ những unit update phần 4 Part 2. Và tất nhiên đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của mình. Vậy nên nếu các bạn có ý kiến gì khác thì hãy đừng ngần ngại mà comment ở phía dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.